sẽ ra trước ra cái cây đó, xong mình cắt ra mình ngâm với nước, xong mình nấu canh chua là ok, không có ngứa nha, cá hồi không có ngứa mà ăn thì là ngon đấy. Nấu với canh cá, bỏ mình nấu với làm canh chua thì mình nấu với cá là nó ngon nè, nấu với thịt nó còn ngon, nhưng không bằng mà nấu nấu nó bằng cá này, thịt là cá đó. Do bữa nay mùa khô rồi á, cho nên là lá ngô nó không có phát triển mạnh nữa. Và nếu mà nó mình trồng một cành cành nước á, nó sẽ mọc rất là tốt và nó sẽ lên cây rất cao rất mạnh này. Do cái này là mùa khô mà nó cũng sống cách nước nữa, cho nên là nó cũng không tươi lắm, cũng không tốt lắm. Đây cái này ớt xiêm, cái này là mình không có trồng, đây là nó mọc lan. Cái này á, chín nó ăn hạt chín, trái chín của nó á, là nó đi xong nó nhả ra sao á, xong nó mọc, nó nhả ở đâu thì nó mọc ở đó vậy thôi. Cái này là mình không cần trồng đâu, cái này nó tự mọc tự nhiên á. Cái này là ớt này nó rất chi là cay này, do cái này không có phân bón hay thuốc trừ sâu gì hết. Nếu mà mùa mưa á, thì nó sẽ cây nó cao lớn và to và nhiều trái nữa, mà cái này mùa khô rồi nó cũng héo dần nó già đi, lá nó rụng dần và vàng đi rồi. Nếu mình có chăm sóc thì mình tưới nước thì nó cũng lên được, nhưng mình cái này là một lan cho nên mình không chăm. Đây, cái này là trái ớt nè. Cái này nó cũng tự mọc đâu, mình mới trồng. Ví dụ mình ăn mình bỏ, mình chết mình bỏ nó mò hạt thì nó trồng nó tự mọc, nó cứ trồng trồng nó trái hết thôi. Cái này nó hình cao nhưng không cao bằng ớt xin hồi nãy. Rồi đây mình sẽ coi cho bạn ra lan nè. Rau lan đây là mới trồng nè, mùa mưa này mình trồng rất chi là khó, vì mà không trồng mùa này mà trồng mà không có tưới nước thì nó sẽ không có lên, nó sẽ chết và cũng không có lên được. Đặc biệt là mùa này là mùa khô rồi, cho nên là mình trồng rất chi là